một số công trình nhà ở nhanh chóng bị xuống cấp sau thời gian bàn giao chưa lâu. Những dấu hiệu nhận biết sớm là gì? Đâu là nguyên nhân của hiện tượng này? Dấu hiệu nhận biết sớm: chân tường nhà bị bong chóc cầm ốc. Cần chú ý tới các dấu hiệu sau. Tường nhà có hiện tượng sơn tường. Trần nhà rạn nứt. Xuất hiện những đường như chỉ vẽ mở trên tường nhà. Trên nền nhà hoặc chân tường có bụi vụn sơn rơi. Đây là những dấu hiệu ban đầu khi tường nhà bị bong chóc cầm ốc. Mọi người thường không chú ý quan sát hoặc bỏ qua các dấu hiệu này. Vì thế, chỉ khi tường nhà bị bong chóc hoặc cầm mốc mảng lớn, mới phát hiện ra. Vậy đâu là nguyên nhân sâu xa của hiện tượng này? Nguyên nhân của hiện tượng chân tường nhà bị bong chóc cầm mốc. Các công trình xây dựng nhà ở, văn phòng làm việc thường sẽ bị lún sau một thời gian sử dụng. Điều này đều xảy ra các tất cả các công trình nhưng với mức độ khác nhau. Với các công trình xây dựng theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật thi công, sự sụt lún là không đáng kể. Ngược lại, hiện tượng này tại nhà ở hoặc văn phòng xây dựng đầu sẽ gây ra nhiều phiền toái. Thậm chí, có nguy hiểm tới tính mạng con người nếu không xử lý kịp thời. Có thể nói, hiện tượng chân tường nhà bị bong chóc gầm mốc chỉ là biểu hiện bên ngoài. Nguyên nhân sâu xa chính là do tường nhà bị ẩm thấp, hoặc sự sụt lún kết cấu không đều của công trình xây dựng. Vì thế, ngay khi những dấu hiệu ban đầu xuất hiện, hoặc khi tường nhà thường xuyên bị bong chóc gầm mốc sơn, hãy gọi ngay thợ chống thấm dột tường nhà. Họ sẽ tư vấn và đưa tới cho bạn các giải pháp hiệu quả lại không tốn kém tiền bạc. Bạn đừng do dự, chần chừ bởi việc xử lý sớm sẽ thuận lợi hơn. Khi để lâu, tường nhà nứt to sẽ kéo theo việc nước, hơi ẩm xâm nhập vào bên trong là điều tất yếu. Xử lý chân tường bong chóc bằng chống thấm dột tường nhà. Nhanh nhất và hiệu quả nhất chính là việc sử dụng dịch vụ chống thấm dột tường nhà. Bằng kinh nghiệm xử lý triệt để các nguyên nhân gây ẩm thấp chân tường, hoặc hạn chế tình trạng sụt lún kết cấu tường nhà để chấm dứt hiện tượng chân tường nhà bong chóc. Điều bạn cần chú ý chính là lựa chọn sử dụng dịch vụ của đơn vị uy tín. Chất lượng. Hiện nay, công ty chống thấm Bách Khoa chuyên cung cấp các giải pháp chống thấm dột hiệu quả cao. Với kinh nghiệm hoạt động gần 20 năm trong nghề, chúng tôi tự tin xử lý mọi nguyên nhân khiến chân tường nhà bong chóc. Ngoài dịch vụ chống thấm dột tường nhà, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ liên quan khác. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu nào liên quan đến chống thấm dột, hãy gọi 0966-192-366. Chúng tôi luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của bạn mọi lúc mọi nơi. Một số công trình nhà ở nhanh chóng bị xuống cấp sau thời gian bàn giao chưa lâu. Những dấu hiệu nhận biết sớm là gì? Đâu là nguyên nhân của hiện tượng này? Dấu hiệu nhận biết sớm: chân tường nhà bị bong chóc cầm ốc. Cần chú ý tới các dấu hiệu sau. Tường nhà có hiện tượng sơn tường. Trần nhà rạn nứt. Xuất hiện những đường như chỉ vẽ mở trên tường nhà. Trên nền nhà hoặc chân tường có bụi vụn sơn rơi. Đây là những dấu hiệu ban đầu khi tường nhà bị bong chóc cầm ốc. Mọi người thường không chú ý quan sát hoặc bỏ qua các dấu hiệu này. Vì thế, chỉ khi tường nhà bị bong chóc hoặc cầm mốc mảng lớn, mới phát hiện ra. Vậy đâu là nguyên nhân sâu xa của hiện tượng này? Nguyên nhân của hiện tượng chân tường nhà bị bong chóc cầm ốc. Các công trình xây dựng nhà ở, văn phòng làm việc thường sẽ bị lún sau một thời gian sử dụng. Điều này đều xảy ra các tất cả các công trình nhưng với mức độ khác nhau. Với các công trình xây dựng theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật thi công, sự sụt lún là không đáng kể. Ngược lại, hiện tượng này tại nhà ở hoặc văn phòng xây dựng đầu sẽ gây ra nhiều phiền toái. Thậm chí, có nguy hiểm tới tính mạng con người nếu không xử lý kịp thời. Có thể nói, hiện tượng chân tường nhà bị bong chóc gầm mốc chỉ là biểu hiện bên ngoài. Nguyên nhân sâu xa chính là do tường nhà bị ẩm thấp, hoặc sự sụt lún kết cấu không đều của công trình xây dựng. Vì thế, ngay khi những dấu hiệu ban đầu xuất hiện, hoặc khi tường nhà thường xuyên bị bong chóc gầm mốc sơn, hãy gọi ngay thợ chống thấm dột tường nhà. Họ sẽ tư vấn và đưa tới cho bạn các giải pháp hiệu quả lại không tốn kém tiền bạc. Bạn đừng do dự, chần chừ bởi việc xử lý sớm sẽ thuận lợi hơn. Khi để lâu, tường nhà nứt to sẽ kéo theo việc nước, hơi ẩm xâm nhập vào bên trong là điều tất yếu. Xử lý chân tường bong chóc bằng chống thấm dột tường nhà. Nhanh nhất và hiệu quả nhất chính là việc sử dụng dịch vụ chống thấm dột tường nhà. Bằng kinh nghiệm xử lý triệt để các nguyên nhân gây ẩm thấp chân tường, hoặc hạn chế tình trạng sụt lún kết cấu tường nhà để chấm dứt hiện tượng chân tường nhà bong chóc. Điều bạn cần chú ý chính là lựa chọn sử dụng dịch vụ của đơn vị uy tín. Chất lượng. Hiện nay, công ty chống thấm Bách Khoa chuyên cung cấp các giải pháp chống thấm dột hiệu quả cao. Với kinh nghiệm hoạt động gần 20 năm trong nghề, chúng tôi tự tin xử lý mọi nguyên nhân khiến chân tường nhà bong chóc. Ngoài dịch vụ chống thấm dột tường nhà, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ liên quan khác. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu nào liên quan đến chống thấm dột, hãy gọi 0966-192-366. Chúng tôi luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của bạn mọi lúc mọi nơi.
một số công trình nhà ở nhanh chóng bị xuống cấp sau thời gian bàn giao chưa lâu. Những dấu hiệu nhận biết sớm là gì? Đâu là nguyên nhân của hiện tượng này? Dấu hiệu nhận biết sớm chân tường nhà bị bong chóc cầm ốc. Cần chú ý tới các dấu hiệu sau. Tường nhà có hiện tượng sơn tường. Trần nhà rạn nứt. Xuất hiện những đường như chỉ vẽ mở trên tường nhà. Trên nền nhà hoặc chân tường có bụi vụn sơn rơi. Đây là những dấu hiệu ban đầu khi tường nhà bị bong chóc cầm ốc. Mọi người thường không chú ý quan sát hoặc bỏ qua các dấu hiệu này. Vì thế, chỉ khi tường nhà bị bong chóc hoặc cầm ốc mảng lớn, mới phát hiện ra. Vậy đâu là nguyên nhân sâu xa của hiện tượng này? Nguyên nhân của hiện tượng chân tường nhà bị bong chóc cầm ốc. Các công trình xây dựng nhà ở, văn phòng làm việc thường sẽ bị lún sau một thời gian sử dụng. Điều này đều xảy ra các tất cả các công trình nhưng với mức độ khác nhau. Với các công trình xây dựng theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật thi công, sự sụt lún là không đáng kể. Ngược lại, hiện tượng này tại nhà ở hoặc văn phòng xây dựng đầu sẽ gây ra nhiều phiền toái. Thậm chí, có nguy hiểm tới tính mạng con người nếu không xử lý kịp thời. Có thể nói, hiện tượng chân tường nhà bị bong chóc gầm mốc chỉ là biểu hiện bên ngoài. Nguyên nhân sâu xa chính là do tường nhà bị ẩm thấp, hoặc sự sụt lún kết cấu không đều của công trình xây dựng. Vì thế, ngay khi những dấu hiệu ban đầu xuất hiện, hoặc khi tường nhà thường xuyên bị bong chóc gầm mốc sơn, hãy gọi ngay thợ chống thấm rột tường nhà. Họ sẽ tư vấn và đưa tới cho bạn các giải pháp hiệu quả lại không tốn kém tiền bạc. Bạn đừng do dự, chần chừ bởi việc xử lý sớm sẽ thuận lợi hơn. Khi để lâu, tường nhà nứt to sẽ kéo theo việc nước, hơi ẩm xâm nhập vào bên trong là điều tất yếu. Xử lý chân tường bong chóc bằng chống thấm rột tường nhà. Nhanh nhất và hiệu quả nhất chính là việc sử dụng dịch vụ chống thấm rột tường nhà. Bằng kinh nghiệm xử lý triệt để các nguyên nhân gây ẩm thấp chân tường. Hoặc hạn chế tình trạng sụt lún kết cấu tường nhà để chấm dứt hiện tượng chân tường nhà bong chóc. Điều bạn cần chú ý chính là lựa chọn sử dụng dịch vụ của đơn vị uy tín. Chất lượng. Hiện nay, công ty chống thấm Bách Khoa chuyên cung cấp các giải pháp chống thấm rột hiệu quả cao. Với kinh nghiệm hoạt động gần 20 năm trong nghề, chúng tôi tự tin xử lý mọi nguyên nhân khiến chân tường nhà bong chóc. Ngoài dịch vụ chống thấm rột tường nhà, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ liên quan khác. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu nào liên quan đến chống thấm rột, hãy gọi 0966-192-366. Chúng tôi luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của bạn mọi lúc mọi nơi. Một số công trình nhà ở nhanh chóng bị xuống cấp sau thời gian bàn giao chưa lâu. Những dấu hiệu nhận biết sớm là gì? Đâu là nguyên nhân của hiện tượng này? Dấu hiệu nhận biết sớm chân tường nhà bị bong chóc cầm ốc. Cần chú ý tới các dấu hiệu sau. Tường nhà có hiện tượng sơn tường. Trần nhà rạn nứt. Xuất hiện những đường như chỉ vẽ mở trên tường nhà. Trên nền nhà hoặc chân tường có bụi vụn sơn rơi. Đây là những dấu hiệu ban đầu khi tường nhà bị bong chóc cầm ốc. Mọi người thường không chú ý quan sát hoặc bỏ qua các dấu hiệu này. Vì thế, chỉ khi tường nhà bị bong chóc hoặc cầm ốc mảng lớn, mới phát hiện ra. Vậy đâu là nguyên nhân sâu xa của hiện tượng này? Nguyên nhân của hiện tượng chân tường nhà bị bong chóc cầm ốc. Các công trình xây dựng nhà ở, văn phòng làm việc thường sẽ bị lún sau một thời gian sử dụng. Điều này đều xảy ra các tất cả các công trình nhưng với mức độ khác nhau. Với các công trình xây dựng theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật thi công, sự sụt lún là không đáng kể. Ngược lại, hiện tượng này tại nhà ở hoặc văn phòng xây dựng đầu sẽ gây ra nhiều phiền toái. Thậm chí, có nguy hiểm tới tính mạng con người nếu không xử lý kịp thời. Có thể nói, hiện tượng chân tường nhà bị bong chóc gầm mốc chỉ là biểu hiện bên ngoài. Nguyên nhân sâu xa chính là do tường nhà bị ẩm thấp, hoặc sự sụt lún kết cấu không đều của công trình xây dựng. Vì thế, ngay khi những dấu hiệu ban đầu xuất hiện, hoặc khi tường nhà thường xuyên bị bong chóc gầm mốc sơn, hãy gọi ngay thợ chống thấm rột tường nhà. Họ sẽ tư vấn và đưa tới cho bạn các giải pháp hiệu quả lại không tốn kém tiền bạc. Bạn đừng do dự, chần chừ bởi việc xử lý sớm sẽ thuận lợi hơn. Khi để lâu, tường nhà nứt to sẽ kéo theo việc nước, hơi ẩm xâm nhập vào bên trong là điều tất yếu. Xử lý chân tường bong chóc bằng chống thấm rột tường nhà. Nhanh nhất và hiệu quả nhất chính là việc sử dụng dịch vụ chống thấm rột tường nhà. Bằng kinh nghiệm xử lý triệt để các nguyên nhân gây ẩm thấp chân tường. Hoặc hạn chế tình trạng sụt lún kết cấu tường nhà để chấm dứt hiện tượng chân tường nhà bong chóc. Điều bạn cần chú ý chính là lựa chọn sử dụng dịch vụ của đơn vị uy tín. Chất lượng. Hiện nay, công ty chống thấm Bách Khoa chuyên cung cấp các giải pháp chống thấm rột hiệu quả cao. Với kinh nghiệm hoạt động gần 20 năm trong nghề, chúng tôi tự tin xử lý mọi nguyên nhân khiến chân tường nhà bong chóc. Ngoài dịch vụ chống thấm rột tường nhà, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ liên quan khác. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu nào liên quan đến chống thấm rột, hãy gọi 0966-192-366. Chúng tôi luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của bạn mọi lúc mọi nơi.
với kinh nghiệm hơn 20 năm trong ngành xây dựng, tôi nhận thi công tất cả những việc sửa chữa, xây mới, chống thấm, sơn nhà từ A đến Z. Với đội ngũ nhiều năm trong nghề nhận làm từ những việc nhỏ nhất theo yêu cầu của quý khách hàng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những dịch vụ hoàn hảo nhất với chi phí tiết kiệm nhất.